Ánh sẽ gửi lời chào đến quý vị khán giả. Rất vui vì được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chuyện của sao, một trong những chương trình sẽ cập nhật những tin tức nóng hổi của giới giải trí và gửi cho quý vị khán giả. Và bây giờ thì trước khi mình đến với những tin tức đầu tiên có trong ngày hôm nay xoay quanh Hollywood, thì Ngọc Ánh sẽ đọc lại một lần nữa giờ chiếu của chương trình nhé. Ở trên băng tầng 57.11 thứ năm vào lúc 3 giờ chiều và chủ nhật vào lúc 7 giờ tối. Băng tầng thứ hai cho quý vị khán giả nào ở San Jose 16.11 thứ tư vào lúc 1 giờ chiều và chủ nhật vào lúc 9 giờ tối. Và bây giờ thì không chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những bản tin có trong ngày hôm nay xoay quanh Hollywood trước nhé. Cụ thể, đó chính là một trong những cặp vợ chồng phải nói rằng là ly hôn nhưng mà mang nhau ra tòa một cách gọi là không nương tay với nhau, cảm giác là cả hai người chiến tranh tới nơi vậy. Trong phiên tòa vừa qua vào ngày 12 tháng 4, thì các luật sư của Amber cho biết rằng là Johnny Depp đang tìm mọi cách để hủy hoại cuộc đời của vợ cũ được biết cặp vợ chồng này đã tiến tới hôn nhân sau đó thì ly hôn và câu chuyện ly hôn này đã khiến cho cả hai gặp rất nhiều rắc rối trong vấn đề sự nghiệp diễn xuất của mình thậm chí rằng là Amber Heard đã suýt chút nữa mất luôn giải à, giải diễn viên của mình trong thời gian vừa qua thậm chí rằng là Johnny Depp thì cũng vậy anh cũng đã vừa mất đi một vài vai diễn mà anh sẽ sắp, sắp tới ký hợp đồng và hiện tại luật sư Graham Barhart cũng giống như là Johnny Depp đã có những cuộc đối chất căng thẳng với nhau trong phiên tòa xử thứ hai nơi hai bên đã ra đưa ra nhiều cáo buộc đối với đối phương nam diễn viên cướp biển vùng Caribbean thì kiện Amber Heard tội phỉ bán sau khi cô viết bài xã luận đăng trên tờ báo The Washington Post kể lại trải nghiệm là nạn nhân bạo lực gia đình hay còn gọi là domestic violence và luật sư của Johnny Depp thì khẳng định rằng những bài báo viết sai sự thật về việc Amber bị lạm dụng thể chất cũng giống như tình dục trong thời gian kết hôn cùng với Johnny Depp, gây tổn thương danh tiếng đến sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, đại diện của luật sư Amber Hart, tức nghĩa là Benjamin Robertson, thì cho biết rằng là Johnny Depp đang thay vì tự chịu trách nhiệm về những hành động của mình, thì đã đưa đơn kiện vợ cũ tấn công và biến phiên tòa thành một vở kịch. Và anh ta là người chồng cũ và việc bị ám ảnh, việc trả thù khi mà sự nghiệp của mình đang rơi vào tự do. Luật sư của Amber Hart cho biết trước phát biểu trước phiên tòa, thì anh chia sẻ như sau. Anh ta muốn gây khó khăn và cũng giống như là hủy hoại cuộc sống của cô ấy. Anh ta muốn tiêu diệt cô ấy, đó là những gì anh ta đã làm. Tôi ước gì mình có thể nói được điều thật, điều đó thật là đáng kinh ngạc. Và luật sư thứ hai của em Hart, tức nghĩa là Elaine Bederhoff, thì họ đã có được một chi tiết trong sự việc bạo hành của Johnny Depp và họ đã gây ra cùng với Amber Heard vì chứng nghiện rượu mà tủy quanh. Trong số đó, thì họ nhấn mạnh vụ Amber Heard bị chồng giam giữ, đánh đập suốt 3 ngày trong ngôi nhà thuê tại Australia vào năm 2015. Và đối với luật sư thứ hai này thì cô chia sẻ như sau. Anh ta làm cô ấy kẹt trong quầy bar, anh ta ném chai lọ vào cô ấy và kéo cô ấy lên trên sàn những mảnh vỡ thủy tinh. Anh ta đấm đá cô ấy, anh ta nói là sẽ giết cô ấy và anh ta đập mạnh và sau đó là thâm nhập vào vùng kính của cô ấy bằng một chai rượu. Và hiện tại những thông tin này đang khiến rất nhiều người xôn xao. Chia ra hai phe, một bên thì ủng hộ cùng với Amber Heard, một người thì ủng hộ Johnny Depp bởi vì họ cho rằng là những gì mà Amber Heard đưa ra hoàn toàn là sai sự thật và cũng ngược lại. Tuy nhiên, các luật sư của Johnny Depp đã phủ nhận tất cả các cáo buộc trên. Họ cho rằng nữ diễn viên đang tự dựng chuyện và vẽ là một vở kịch mà cô sẽ diễn cả đời này. Và họ chia sẻ như sau, cô Hot sẽ đóng vai này suốt cuộc đời, cô ấy không thể lùi bước được nữa. Cô ấy đã sống và hít thở trong sự dối trá này nhiều năm và cô ấy sẽ chuẩn bị cho màn biểu diễn cả đời này. Luật sư Camilla Vasquez, đại diện của Johnny phát biểu. Và nhiều người hâm mộ, chủ yếu là fan của Johnny Depp, đã tập trung trong phiên tòa xử án vào ngày 12 tháng 4 vừa qua. Họ tới để ủng hộ cho nam diễn viên từ phiên tòa chính thức bắt đầu một ngày trước đó rồi. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong vòng một tháng đang được xét xử tại Fairfax, Virginia, nơi mà các ấn bản trực tuyết theo tờ của Washington được xuất bản. Amber Hart cũng muốn đưa vụ kiện này về bang California, nơi tự do báo chí được đề cao hơn, nhưng mà Johnny Depp cực kỳ phản đối chuyện này. Và trước đó, vào tháng 12 2018, thì The Washington đã đăng tải một bài xã luận của Amber Hart với tiêu đề Tôi đã lên tiếng chống lại bạo lực tình dục và đối mặt với những phẫn nộ và nền văn hóa của chúng ta, điều đó cần phải được thay đổi. Amber Heard không đề cập đến cái tên của Johnny Depp trong bài báo nhưng mà luật sư của các tài tử cho rằng là cô đang ám chỉ chồng cũ của mình bởi vì Amber Heard từng cáo buộc Johnny bạo hành khi mà họ ly hôn vào năm 2016. Hiện tại Johnny Depp đã kiện Amber Heard tội vu khống, phỉ báng danh dự, yêu cầu cô phải bồi thường 50 triệu USD. Amber Heard kiện ngược lại Johnny Depp tội phỉ bán và đòi bồi thường tới 100 triệu USD và trong thời gian sắp tới một tháng tới đây thôi chúng ta sẽ được nhìn thấy rằng là cả hai sẽ có những hành vi cũng giống như là bằng chứng nào để đưa ra cũng giống như là buộc tội đối phương tuy nhiên thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới cặp đôi cũng sẽ có thể giải quyết được những mâu thuẫn của mình nhé và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một thông tin tiếp theo đây là một tin vui đến một cặp đôi đã tái hợp với nhau sau một thời gian dài đã chia tay rồi nhưng mà cuối cùng quay trở lại với nhau không ai xa lạ, đó chính là ca sĩ Jennifer Lopez và tài tử Ben Affleck đính hôn lần thứ hai sau một năm tái hợp. Được biết Jennifer Lopez đã thông báo về việc đính hôn thông qua một video ngắn trên mạng xã hội và website cá nhân. Cô chia sẻ như sau: "Tôi rất hào hứng khi được chia sẻ câu chuyện đặc biệt này với mọi người." Giống ca 53 tuổi nói trong video, cô nhìn vào chiếc nhẫn kim cương màu xanh lục bão trên tay kèm theo lời bình thật là hoàn hảo. Và trước đó vào ngày 7 tháng 4 thì Jennifer Lopez đã từng làm giấy lên tin đồn đính hôn khi mà để lộ những kim cương màu xanh xuống phố khi mà mua sắm cùng với con gái Emma của mình. Bạn bè thân thiết của Ben Affleck đã chia sẻ cùng với trang Facebook như sau. Họ không bất ngờ khi mà nam tài tử đã cầu hôn Jennifer Lopez lần nữa. Từ khi tái hợp thì họ thường xuyên tỏ ý là muốn gắn bó lâu dài với nhau. Cặp đôi cũng đã chia ra 50 triệu USD để mưu một cơ ngơi rộng gần 1.800m2 tại khu Bel Air, Los Angeles của Mỹ. Dinh thự này gồm tới 10 phòng ngủ, 17 phòng tắm và nhiều nhà bếp, hồ bơi, bơi rộng có hướng nhìn sang sân golf và thành phố, quầy gym và cũng giống như là phòng gym. Và hiện tại, mẹ con Jennifer Lopez đã chuyển đến đây sinh sống. Ra ngắn gọn lại một lần nữa vào năm 2021 thì Jennifer Lopez đã xác nhận việc quay trở lại cùng với nam tài tử Ben Affleck sau khi công khai đăng tải bức ảnh hôn nam tài tử người dơi trên trang cá nhân. Cô chia sẻ như sau: "Tôi thấy mình thật là may mắn, hạnh phúc và tự hào khi mà ở bên Ben, đó là tình chuyện tình đẹp và thật may mắn khi có cơ hội lần thứ hai." Và Jennifer Lopez cũng giống như là Ben Affleck từng đính hôn với nhau vào năm 2002, Ben Affleck đã lên kế hoạch gọi là tổ chức đám cưới vào tháng 9 năm 2003 nhưng đột ngột hủy bỏ với nguyên nhân chịu áp lực quá lớn từ phía của truyền thông. Đây không là đến từ phía của cả hai mà đến từ áp lực bên ngoài, cho nên có vẻ như là cặp đôi vẫn còn tình cảm với nhau sau một thời gian dài và có vẻ là không hề có mâu thuẫn gì trong chuyện của cặp đôi này. Năm 2017 thì Jennifer Lopez đã thổ lộ là mất 2 năm để quên đi nỗi đau sau khi tan vỡ và hủy hôn cùng với Affleck. Và sau khi chia tay, thì Ben Affleck đã đính hôn cùng với Jennifer Garner năm 2005 và có 3 người con trước khi ly hôn vào năm 2018. Trong khi đó, thì Jennifer Lopez đã cưới ca sĩ Mark Anthony vào hè năm 2004 và có hai người con. Sau khi ly hôn cùng với Mars năm 2012, thì Jennifer đã cũng trải qua rất là nhiều cuộc tình hủy hôn cùng với cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez vào năm ngoái năm 2021. Jennifer Lopez đã khóc và khoe những cưới cũng giống như là đính hôn và thông báo tin vui cùng với công chúng qua website vào ngày 8 tháng 4 năm nay 2022 sau một năm dài tái hợp cùng với Ben Affleck. Hy vọng rằng là cặp đôi sẽ có thêm thật là nhiều những hạnh phúc với nhau và đặc biệt nói về chiếc nhẫn kim cương của nữ ca sĩ này thì đêm là kim cương màu xanh lá là một trong những loại kim cương quý hiếm nhất và được tìm kiếm nhiều nhất. Màu xanh lá là tượng trưng cho sự bình yên cũng giống như là sức khỏe, may mắn và thịnh vượng. 20 năm trước, thì Ben Affleck cầu hôn Jennifer, tài tử đã tặng nữ ca sĩ một chiếc nhẫn kim cương màu hồng 6.1 carat. Jennifer Lopez cũng đã từng miêu tả rằng đó là thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Và chiếc nhẫn quý hiếm nhất có giá đến từ 1,2 đến 2 triệu USD. Sau khi hủy hôn cùng với tại nam tài tử năm 2004, thì Jennifer vẫn giữ nhẫn đính hôn cùng với Ben đến tận thời điểm bây giờ có vẻ như là những người yêu nhau sẽ cuối cùng về với nhau. Chúc mừng cho cặp đôi Jennifer Lopez cũng giống như là Ben Affleck. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, cặp đôi sẽ có thêm thật là nhiều những niềm vui, hạnh phúc Xoay so quanh cuộc hôn nhân mới của mình nhé. Và bây giờ trước khi mình đến với những thông tin tiếp theo xoay quanh châu Á ngày hôm nay thì Ngọc Ánh sẽ tạm thời nghĩ lại cho phần thông tin thương mại nhé. Ngọc Ánh sẽ trở lại sớm phút nữa. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1888 680 6689. Ngọc vâng, Ánh là cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ làn sóng với chương trình Chuyện của sao Và cũng chúc mừng với cặp đôi Jennifer Lopez và Ben Affleck Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một thông tin tiếp theo xoay quanh châu Á Câu chuyện này thì cũng là một câu chuyện rất là vui xoay quanh cặp đôi Kim Hoa Bin và Son Ye Jin sau đám cưới thế kỷ thì cả hai đã đến Los Angeles ở Mỹ để mà có một kỳ nghỉ trăng mật kéo dài 11 ngày. Trước đó, cặp đôi cũng đã từng bị phát hiện rằng là đi mua sắm với nhau tại Mỹ vào năm 2018-19 khi mà họ cùng tham gia một bộ phim tuy nhiên thời điểm đó thì cả hai chưa công khai lần rồi sẽ yêu nhau, cho nên là nhiều khán giả chỉ bán tính bán nghi mà thôi. nhưng mà ngày hôm nay thì đến mỹ với một tư cách là cặp vợ chồng mới cưới hợp pháp thì đã có rất là đông người hâm mộ tại mỹ đến chào đón cặp đôi Kim Hyun Bin và Son Ye Jin tại sân bay. và tuy nhiên không ít người đã có hành động quá khích thiếu ý thức làm ảnh hưởng đến quyền riêng tư của cặp đôi Kim Hyun Bin và Son Ye Jin vừa qua. nhiều người đã tiến sát lại gần để chụp ảnh và xin chữ ký của cặp đôi nổi tiếng thậm chí còn không đeo khẩu trang nữa. Ban đầu thì cặp đôi Crash Landing on You đã cố tỏ ra thân thiện chụp ảnh cùng và cho chữ ký. Nhưng mà sau đó cả hai đều cảm thấy kiệt sức bởi vì sau một chuyến đi quá dài và vì chuyến đi này không có quản lý cho nên là ngoài việc tự quán xuyến ra thì tất cả mọi việc giấy tờ cặp đôi phải tự lo hết. Kim Hyun Bin còn đích thân chăm sóc và bảo vệ vợ của mình. Anh ngăn dòng người tiến quá lại gần và kéo tay Son Ye Jin tránh khỏi xe cộ. Theo thông tin từ báo OSEN cho biết, thì Kim Hyun Bin cảm thấy khó chịu và quyên quyết cứng rắn cuối cùng từ chối những người không đeo khẩu trang muốn tiếp cận vợ chồng anh. Được biết đến tận thời điểm hiện giờ thì tại Mỹ chúng ta đã có vẻ như là chúng ta thoải mái hơn so với việc không đeo khẩu trang và chúng ta có thể tự nhiên hơn không đeo khẩu trang trước đông người. Ở châu Á thì lại khác, châu Á thì họ cũng bắt buộc giữ thói quen đeo khẩu trang tại nơi đông người, đặc biệt là những người nổi tiếng. Và đặc biệt là tại hiện giờ, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc cũng giống như là tại một số nơi khác vẫn đang diễn biến khá phức tạp. Truyền thông Hàn Quốc hiện giờ đang tỏ ra bất bình trước tình huống này. Theo trang Osan cho biết, thì tuần trăng mật chính là thời khoảng thời gian riêng tư của cặp vợ chồng được tận hưởng thời gian hạnh phúc bên nhau. Tại Hàn Quốc, thì quyền riêng tư của cặp đôi được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Vừa ra đến nước ngoài, thì họ đã cảm thấy mệt mỏi vì bị người hâm mộ chú ý tiếp cận quá mức. Một số ý kiến lại cho rằng là việc họ đi sang Mỹ thì họ không có quản lý cá nhân, thì việc nhiều người đến gọi là bày tỏ hâm mộ là chuyện hết sức bình thường thậm chí đây là cặp đôi nổi tiếng thì việc mà họ bị vây quanh là chuyện hiển nhiên cho nên tại hàn quốc thì họ có tiền họ thuê người nhưng mà đến mỹ thì họ là một người bình thường không phải là tư cách một diễn viên của mỹ cho nên việc này không phải thuê bảo hộ hay là không phải thuê vệ sĩ thì họ sẽ bị vây là chuyện hết sức bình thường thôi. Nhiều ý kiến đang tranh cãi rất là nhiều trên mạng xã hội. Một số người thì bức xúc tỏ ra trước hành động của các fan quá khích tại sân bay. Thậm chí nhiều người kêu gọi fan hãy giả vờ như không biết và tôn trọng quyền riêng tư của Kim Hyun Bin và Son Ye Jin nếu mà trên đường phố họ có gặp nhau. Và ngoài ra câu chuyện tại sân bay thì mới đây nhất trên các trang mạng xã hội đang lan truyền lại một video ghi lại cảnh Kim Hyun Bin và Son Ye Jin đi dạo tại Mỹ và chủ nhân video đã tiết lộ tình cờ gặp cặp đôi này khi mà đang dạo bước trên phố nên đã đi theo và ghi hình hai ngôi sao. Sau khi phát hiện đã có người quay chụp thì Kim Hyun Bin đã ngay lập tức xua tay để mà người hâm mộ dừng lại ngay ý định này và cũng giống như là hành động quay lại. Có thể thấy cặp vợ chồng mới cưới không muốn bị xâm phạm quyền đời tư của mình và tận hưởng một tầng trăng mật một cách thoải mái nhất hơi khác so với lại ở Hollywood như ở Hollywood chúng ta có thể thấy rằng là cặp đôi Justin Bieber, Hailey Bieber có thể thoải mái nắm tay nhau mặc dù là fan bu kính mít nhưng mà khi ở Hàn Quốc chúng ta sang Mỹ thì họ sẽ có những cái văn hóa khác nhau trong việc là bảo vệ quyền riêng tư cho nên là chúng ta nếu như mà có cảm thấy gặp cặp đôi này thì cũng là chuyện hết sức bình thường đây là cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật và hy vọng là cặp đôi sẽ có một kỳ nghỉ thật là đáng nhớ nhé. Và bây giờ chào tạm biệt cùng với Hàn Quốc quay trở lại với Việt Nam trong suốt tuần lễ vừa qua. Trong suốt tuần lễ vừa qua thì nhiều rất là khán giả Việt đang quan tâm nhiều nhất đó chính là điện ảnh Việt Nam. Khi mà điện ảnh Việt Nam ngày một tiến đến nhiều hơn với quốc gia thế giới. Như đơn cử là bộ phim Bố già của Trấn Thành, mặc dù nhận về nhiều ý kiến chỉ trích, tuy nhiên phải nói Bố già của Trấn Thành là một trong những bộ phim rất là thành công khi mà cũng được giải đề cử Oscar đầu tiên, mặc dù là không được giải sau đó tuy nhiên hiện giờ nhiều khán giả lại bày tỏ một quan điểm rằng là những bộ phim điện ảnh việt nam lại hơi thiếu nội dung không có sự đặc biệt cũng giống như là sự hấp dẫn trong từng nội dung kịch bản tuy nhiên gần đây thì có một bộ phim đang được cư dân mạng việt nam quan tâm và bày tỏ sự tò mò muốn xem vì nội dung quá hấp dẫn cụ thể nhất đó chính là bộ phim đêm tối càng rực rỡ đám tang càng màu mè thì à đình trong bộ phim đêm tối rực rỡ càng khó che đậy những điều nhem nhuốc trong cuộc sống cá nhân cũng giống như là xã hội và đây là một bộ phim không phải đưa ra bất kỳ một sự hào nhán nào của sự giàu có, cũng không phải là đưa ra bất kỳ một cái câu chuyện mà về được cộng đồng LGBT đồng tính miền quê dân giả, nhưng mà lại đưa ra một hình ảnh mà khiến khán giả Việt Nam nhìn là nhớ ngay, đó chính là hình ảnh đám tang. Và bộ phim đêm tối rực rỡ gói gọn trong câu chuyện đêm cuối cùng của đám tang cụ sáng, một người đã nắm lắm nhiều tiền và thanh thế tại Sài Gòn. Vợ chồng con trai cụ là ông Toàn và bà gái cùng với ba cháu nội Hoàng, Thanh và Bảo, cháu dâu Ngọc và các cháu tề tụ về chịu đám tang để mà báo hiếu. Bên ngoài thì họ xây dựng hình ảnh con dấu con cháu vô cùng hiếu thảo, lo đám tang chu tàn cho ba, cho ông của mình. Còn thực tế thì người mong chờ được chia tài sản, kẻ rung rẩy lấp liếm nợ nâng. Và tựa đề bộ phim gợi mở về hai ý nghĩa đối lập hoàn toàn. Nó phản ánh hiện thực của những đám tang truyền thống Nam Bộ kéo dài nhiều ngày bày trí màu sắc có đoạn ca múa với quan niệm là bể như vậy, người đã khuất mới vui lòng. Và đồng thời nó cũng châm biếm hình ảnh các gia cảnh quốc nhân vật đẹp đẽ khoe ra, xấu đi thì che lại. Và nếu chỉ toàn là xấu chẳng có gì đẹp thì họ cũng cố vẽ ra cho đẹp để mà giấu đi bộ mặt thật của mình. Và đây là một bộ phim đang khiến cho nhiều khán giả cảm thấy tò mò vì tại sao nội dung bộ phim này lại đưa ra một hình ảnh phải nói rằng là không mấy vui vẻ lắm đó chính là một uh, hình ảnh đám tang vào đêm khuya tuy nhiên nếu như mà đưa ra những hình ảnh hào nhán hơn như là bộ phim gái dài lấm chiêu của Ninh dương lan ngọc hoặc là bộ phim gần mới đây nhất thì nó sẽ quá quen thuộc chúng ta nhìn thấy những hình ảnh nổi tiếng rồi sau đó là hào nhoáng chúng ta không nhìn thấy được những hình ảnh hiện thực và chúng ta sẽ thấy mình trong đó cho nên bộ phim đêm tối rực rỡ đang khiến cho rất là nhiều khán giả quan tâm và tựa đề bộ phim sau khi mà mở ra hai ý nghĩa đối lập này thì trong không gian đám tang bàn thờ linh cửu thì của sáng giống như là ranh giới giữa hai nhân cách của con cháu của mình. Phía trước bàn thờ thì họ có thể thể hiện tình thương mến thương, làm đẹp mặt gia đình. Tuy nhiên bao nhiêu cuộc xung đột được đẩy ra hết vào phía sau nhà, nơi mà người ngoài không thể chạm chân tới. Cần con cái thì tranh chấp khi mà cha mẹ nằm xuống không còn là chuyện mới trong điện ảnh. Bộ phim này thì đặc biệt ở chỗ là cụ sáng chỉ có như giấc một người con. Và sự tranh chấp này xảy ra cùng với ông Toàn và những người con mà vợ chồng ông Đức Ruột đẻ ra. Có vẻ như là đây là một câu chuyện khá là đặc biệt khi mà không phải là việc các anh em tranh giành tài sản với nhau mà sẽ là giữa ba ruột và con cái cũng giống như là cháu của mình. Càng đào sâu so về câu chuyện của ông Toàn, bác gái thì kịch bản sẽ lột tả được nhiều hơn về sự rẻ mạt trong tâm tính của con người. Chồng ôm sổ đỏ bỏ trốn để lại nợ nần cho vợ, Bố ép con gánh nợ không quên lừa thêm 300 triệu để làm của riêng. Anh trai thì dùng hàng hiệu đi xa sang nhưng mà lừa các em chỉ 3 triệu đồng. Và sự bảo thành về thể xác lẫn tinh thần dần dần lộ diện nhiều hơn, đang sang hiện tại và quá khứ, tương lai, chồng đánh vợ, cha mẹ đánh con, ông đánh cháu, con cái trách oan cha mẹ. Đi kèm theo hình ảnh là bộ phim có mang tính chất đầy bạo lực. Bởi vì bộ phim này gặp bạo lực là chuyện hết sức bình thường bởi vì đây là một trong những vấn đề thể hiện những hình ảnh thật nhất trong Việt Nam tính tận thời điểm hiện giờ và hiện tại đi kèm theo nữa là những ý kiến như là tại xã hội Việt Nam trọng nam khinh nữ trầm cảm nợ nần tính nhu nhược của người đàn ông và lòng tan tính của người đàn bà ba thế hệ trong gia đình không ai lành lặn về tâm lý cả mỗi người đều sẽ có những vết sẹo cũng giống như là những sai lầm đều đáng thương và từ trailer bộ phim đêm tối rực rỡ thì dự báo một chuyện điện ảnh đầy sức nặng và nhưng khi bộ phim này khi xem thì khán giả vẫn rất là bất ngờ với những tình huống khốc liệt của bộ phim. Phim khắc họa được sự thú vị trong bất ổn tâm lý, thói quen đầy đọa bản thân của người trầm cảm và cảnh đánh đập không rõ ràng về những hình ảnh gợi đi cảm giác bạo lực. Đây là một bộ phim nghệ thuật và phải nói rằng là việc trầm cảm tại Việt Nam trước giờ vẫn chưa được quá nhiều người coi trọng. Cho nên nhiều các trẻ em, thậm chí là những người bị trầm cảm thì họ không bị nói, họ đó là họ không bị. Thậm chí là họ nghĩ rằng là họ không hề bị trầm cảm chút nào cả. Nhưng những dấu hiệu mà họ đưa ra thì các bác sĩ chuyên gia tâm lý đều cho rằng đây là trầm cảm rất là nghiêm trọng. Và hiện tại bộ phim này phải nói rằng là qua bộ phim thì một trong những đạo diễn nổi tiếng đó chính là đạo diễn Aaron Toronto cho thấy khả năng quan sát tỉ mỉ và tình yêu lớn dành cho quê hương thứ hai. Bởi vì được biết đây là người Anh sống ở Việt Nam gần 20 năm và nói tiếng Việt rất là tốt, từng đóng vai phụ cho rất nhiều bộ phim. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên mà đạo diễn người nước ngoài này thực hiện một giấc mơ làm đạo diễn cho một bộ phim Việt Nam. Và hiện tại, bộ phim này đang khiến cho khán giả có rất là nhiều sự hâm mộ cũng giống như là vô cùng vui mừng khi mà bộ phim này đã được ra mắt vừa qua. Và trước khi mà ra, ra mắt tại Việt Nam từ ngày 8 tháng 4 thì đêm tối rực rỡ đã thắng hai giải câu chuyện xuất sắc nhất và diễn viên viên xuất sắc nhất do nữ diễn viên Nhã Uyên thủ vai tại liên hoan phim Santa Fe tại Mexico. và hiện tại vì đạo diễn người nước ngoài này cũng là người đã có gia đình hết rồi và ông rất là vui mừng khi mà sống tại Việt Nam và quê hương thứ hai của ông chúc mừng cho bộ phim đầy thành công này hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì bộ phim đêm tối rực rỡ sẽ tiến gần hơn đến với khán giả cũng giống như là tạo cho khán giả những câu chuyện vô cùng đặc sắc và li kỳ nhé và chương trình chuyện của sao ngày hôm nay đến đây cũng xin phép được tạm dừng thì mọi chi tiết thắc mắc của việc cũng có thay gửi của hộp mail của chương trình đó chính là chuyện của sao setat.com cột ảnh sẽ là cảm ơn quý vị khán giả hy vọng rằng là sẽ gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình kỳ tới